Xin chào quý anh chị và các bạn. Thì trong cái video này, đoạn đầu video, quý anh chị và các bạn đã được xem cái hiệu ứng của cái đèn laser phòng bay mẫu mới nhất Covito. Đây là chiếc đèn laser phòng bay mẫu mới nhất Covito đây quý anh chị và các bạn nhé. Đèn nó chiếu nó được hơn 170 hình. Đây là dòng đèn 3D. Đèn nặng khoảng độ 2 cân rưỡi tới 3 cân, rất phù hợp dành cho các anh chị sân bay. Đèn có thể mang đi trong các chuyến đi du lịch này. Đấy. Đây là mẫu đèn mới nhất quý anh chị các bạn nhé. Đèn phòng bay Covito. Thì trên đèn nó có một cái rắc cắm nguồn này. Đây là rắc cắm qua bàn điều khiển DMX. Đây là cái nút vặn chỉnh minmax, là chỉnh cái độ nhạy của âm thanh thôi. Và đèn nó có 4 nút menu up down enter. Thì trên màn hình nó hiện chữ AL và trên đầu nó Inter này, chế độ tự động. Còn quý anh chị mà muốn theo nhạc thì chúng ta chỉ cần bấm Enter cái là dưới nó có thêm SND là đây theo nhạc quý anh chị các bạn nhé. Đây là những cái hiệu ứng của nó. Nó có 15 hiệu ứng tất cả. 1, 2, 3, 4, 5. Và mỗi một hiệu ứng thì nó có 14 cảnh chiếu. Đấy, khi mà chúng